Rồi, hello anh em, quay trở lại kênh của Minh Baker. Thì hôm nay á, mình rảnh rỗi, mình xách xe ra thay nhớt. Thì mình thay con Gia Z, đây là xe nhà ha. Còn xe này là xe của khách mua bên mình à, khách mua bên mình xong vẫn bảo trì bảo dưỡng nha anh em. Thì bên mình bán xe ra xong, bên mình có bảo trì bảo dưỡng xe cho anh em. Nói chung là anh em mua xe chỉ có việc chơi thôi, còn cái việc còn lại á, không cần suy nghĩ gì hết. Và đảm bảo cái giá mà sửa chữa hay là bảo trì cho anh em nó sẽ rẻ. Nó sẽ rẻ tại vì mình tự làm anh em thì nó rất là rẻ. À, thì con này là khách mua bên mình thì bảo dưỡng mình cũng từ xưa giờ cũng nhiều á, rửa xe rồi thay nhớt rồi thay này nọ rồi có thậm chí là có lên đồ chơi nữa. À, thì bây giờ mình thay con Gia Z, mình sẽ hướng dẫn cho anh em thay. Và bên mình có rất là nhiều dòng nhớt, anh em qua thì sẽ có nhân viên tư vấn. Và đặc biệt các anh em, cái cách thay nhớt của mình á, thì khi mà thay nhớt á, anh em quay qua đây thì khi mà không có mình ở nhà thì nếu anh em qua thay, nhân viên nào mà thay mà không đúng kỹ thuật á, anh em có thể gọi là cầm lên lại với mình, có thể nói nhắn tin với mình, bạn đó thay không đúng kỹ thuật hay bạn đó thay không tốt để mình có thể nhắc nhở. Ví dụ khi mình thay nhớt cho anh em thì phải lót một cái tấm khăn ở dưới đây, anh em quay kỹ vô tấm khăn dưới đây, để khi mình tháo ốc nhớt hay là tháo cái gì đó mình phải đặt lên. Mặc dù là cái thảm lót này nó đã sạch rồi, nó đã là đủ tiêu chuẩn để mà những cái chỗ rửa xe thay nhớt là nó phải có những cái miếng này á, thì nó có rồi thì mình phải kỹ, mình thích kỹ hơn, mình rót cái miếng khăn gì rồi mình sẽ tháo ra. Thì con này á, con Gia Z này thì thay cũng giống như xe quay thôi anh em, nó rất là đơn giản anh em. Thay nhớt máy của nó thì anh em có thể dùng nhớt của xe máy mô tô thông thường bình thường nha anh em. Thì con này dung tích của nó khác con xì bon là hình như 1.1-1.2 gì đấy, con này chỉ có 850 thôi. Em có thể nhìn vô cái thông số này nè, cái cục máy nè, anh nhìn cho. Tại mấy thằng đệ kia thay rồi, thằng này là thay lần đầu nên mình sẵn mình quay clip mình hướng dẫn luôn. Đây cục máy để chữ 850 nè. À, đây nè nó nằm dưới đây, nó hơi khó thấy nha anh em. Đó, nó nằm dưới đây nè. Đó, anh em về anh có Gia Z anh em sẽ nhìn đó. Rồi thì em lấy cái T12 hoặc là cái cần sức lực, em dặn nó ra như xe quay thôi. Đây đây là cái bộ, anh em có thể đầu tư cái bộ này nè, để mình thay ở nhà. Không phải cái bóng đèn này, nó bỏ bóng đèn vô, không phải đầu tư bóng đèn để xích nhớt đâu. Đây cái bộ này anh em có thể đầu tư, bộ này rất là rẻ, chừng vài trăm thôi anh em, nhưng mà anh em có thể làm, anh em có thể thay nhớt đồ, tự thay nhớt ở nhà. Đó, nó có cần siết nè, nó trái phải nè, anh em dễ làm, với lại nó không bị tuôn ốc, hạn chế tuôn ốc. Thì nhớt thì bên mình có rất là nhiều dòng, và mình biết mình đã chạy rất là nhiều xe thì mình biết cái nhớt nào nó sẽ phù hợp với lại con xe của anh em đang chạy. Và mình sẽ tư vấn cho anh em là cái nhớt nào nó phù hợp với cá tính của anh em nữa, cái cách chạy nữa, đúng không em? Đúng không? Một người đã từng, đây là người mua xe mình, là đang quay cho mình luôn, đó là chủ chiếc xe này, thì ảnh chạy như thế nào thì mình sẽ tư vấn cho ảnh cái dòng nhớt đúng như cái cách ảnh chạy thì chiếc xe mình nó sẽ bền và ngon hơn. Đây là nhớt con Gia Z sau khi xả ra. Xả chưa? Xả ra đi. Đây ốc nhớt nó đơn giản lắm, giống như xe quay vậy thôi anh em. Ủa, chìa khóa xe này em để trong hả? Xíu thay xong mà nổ máy. Rồi thì con này mình thường thay cho nó một cái dòng nhớt nhớt thơm, gọi là nhớt thơm. Nhớt này mình hay thay vô cá mập Ducati đó, thì mình thay vô con này là dòng nhớt thơm. Em phải đông đúng 850 ml. Đối với những con xe này nè, anh em đổ dư một chút xíu không sao, đổ dư một chút xíu không sao nha anh em. Một chút xíu thì nó đi tour thì nó an tâm hơn, đổ thiếu thì mới có sao. Nhưng mà đối với con cá mập á, quên, con cá nhỏ này nè, cá Gia Z á, thì phải đổ đúng nha anh em, phải đổ đúng 850. Anh em đổ dư chút xíu nó sẽ bị ngọt, tại vì hai thì nó khác biệt đó anh em à. Rồi xả ra chưa? Rồi thì bây giờ khui nhớt ra rồi đông nhớt vô cho anh. Tại nay mình làm hai xe nên nó hơi chật. Đó, xả hết sạch rồi cái ốc nhớt đâu, để đây rồi thấy không anh em. Thì cái ốc nhớt mình để trên đây, sẵn cái khăn á mình lau cho sạch sẽ. Nói chung mà nếu như mà anh em qua mà anh em thấy á, nhân viên của mình hoặc là em của mình á, nó làm không đúng kỹ thuật thì anh em có thể nói với mình nha, tại đứa nào mình cũng hướng dẫn làm kỹ, tại vì xe nhà như thế nào, xe nhà làm như thế nào thì phải làm cho xe khách như vậy anh em. Nhớt này nó thơm á anh em, thay ra nó vẫn còn thơm anh em nhìn nè. Nó vẫn còn, xe nhà mình đi rất là kỹ anh em, thấy không, chất nhớt nó vẫn còn. Em quay trong đó thấy màu gì? Xanh. Nó vẫn còn xanh lè đúng không? Ok em,
Cái này á, mà nếu như anh em đổ vô mấy xe quay rim chạy tiếp vẫn bình thường, vẫn tốt nha anh em, vẫn tốt tại vì mình thay sớm á. Rồi bây giờ thì mình đổ vô da Z nè. Em đổ xong em lấy chìa khóa để anh nổ máy cho anh em xem luôn. Đồ này em để xích lên cái khăn xíu nha em, để cái đầu á xích lên khăn xíu, dặn nó dính đất đứng cát được. Cái này nó cũng rất lợi nha anh em. Đất cát á, nó sẽ ví dụ mà anh em sử dụng một cái sàn này không nè, anh em sử dụng sàn này không thì đất cát nó nằm ở đây, anh em để đồ nghề xuống nó dễ dính đất cát, nó khó chịu. Còn anh em để cái này á nó cũng tiện. Mình thấy là không những mình mà rất là nhiều tiệm sửa xe khác người ta vẫn làm những cái này, thì bởi vì mấy cái này á đất cát nó nằm dưới anh, nó nằm dưới, với lại một phần là lâu lâu mình vệ sinh, ví dụ một tháng hoặc nửa tháng á mình theo số lượng mình tháo ra mình vệ sinh lần nó tiện, còn hơn là ngày nào mình cũng vệ sinh này. Mà đất cát nó nằm ở ngoài nó rất là dễ dính vô xe mình ha. Đó, nhất là những con xe cưng, đặc biệt là những con xe cưng giống như là da Z hoặc là những con xe phân khối lớn. Nó bây giờ em đông trong cái chai. Thơm đúng không? Thơm, thơm cực kỳ thơm anh em ạ. Rất thơm, anh em nào muốn trải nghiệm thì cứ qua mình nha, qua trực tiếp bên mình. Đông đúng 850 nha, con này không có thể thiếu, không có thể dư được. Rồi xong rồi sẽ cho anh em nghe tiếng máy thì á, đây mình quay ra đây mình sẽ tư vấn anh em. Thì cái nhớt nào á, nó thì cái nhớt nào nó cũng như nhớt nào thôi anh em. Nó anh em hình dung ra là nhớt hãng, có nhiều người nói nhớt hãng không tốt, thì thực sự là nhớt hãng thì nó bỏ ít phụ gia thôi, tại giá thành nó ít thì người ta bỏ ít phụ gia vô, chứ mình thấy nhớt nào cũng như nhớt nào. Và cái những cái nhớt kia thì phụ gia nó sẽ phù hợp với những cái tình trạng xe. Ví dụ có sẽ có nhớt đặc, sẽ có nhớt lỏng, sẽ có nhớt có nhóm bao, có nhóm ST tùm lum hết, nói chung là rất là nhiều. Thì người ta bỏ thêm phụ gia đó để phù hợp cái điều kiện mình đi, hoặc là cái chất xe. Nói chung là nhiều dòng nhớt lắm. Nếu anh em qua trực tiếp thì mình sẽ tư vấn, hoặc là nhân viên sẽ tư vấn cho anh em để sử dụng cái dòng nhớt nào mà hợp lý với xe mình. Đặc biệt là những anh em mua xe bên mình là mình có hướng dẫn sử dụng, tư vấn anh em hết đầy đủ. Anh em đi đúng là ok. Và cái việc mà thay nhớt đúng thời hạn á thì sẽ giúp chiếc xe mình nó bền hơn và đi tốt hơn. Đó, một anh em đang qua. Giờ này qua sao ký hồ sơ kịp. Rồi. Xong chưa? Đủ chưa? Đưa anh mượn cái ly. Rồi đưa anh mượn cái ly. Đây, cái nhớt rất là đẹp anh em có thể thấy. Khi mình thay vô xe của nhà mình đi thì cũng sẽ rất là kỹ anh em. Đó, và chất nhớt là phải tốt. Càng, nói chung là đối với mình nó cái nhớt nó mắc tiền hơn chút xíu cũng được. Nhưng mà xe mình nó bền đi nó sướng hơn, cái cảm giác đi nó sướng hơn là được anh em. Và đặc biệt anh em ra tiệm sửa xe á nha. Quên nhắc anh em cái này là. Rồi, thì sau khi thay nhớt xong rồi, mình đề máy cho nó nổ xíu anh em ha. Rớt dép là nổ à? Người ta nói rớt dép là nổ à? Anh đạp cái là đứt dép là nổ. Thơm thơm. Thơm thiệt chứ. Nó thơm mùi dâu. Nghe mùi gì? Anh thấy nghe mùi dâu quá chứ. Quay đây nào, quay đây có thấy khói nè. Con này thằng em Minh sát nhà, sát bên đây nè, sát bên nhà luôn á. Nó hay chạy nó đi Thái nó hay chạy đi đâu em? Con này hay chạy đi tiệm cắt tóc đúng không? Không chạy đi đâu á anh em, cứ chạy qua tiệm cắt tóc rồi chạy về nhà cất á. Ok á, nhớt này anh cảm giác nó thơm á, nó thơm xe hơn. Nó thơm xe à, nó ấy hơn. Nó có độ bốc hơn. Rồi ok anh em. Rồi vậy thôi. Cái clip này mình chỉ có một clip là để mình căn dặn anh em, trong khi cái quá trình mà anh em cảm thấy mà nhân viên bên mình làm cái gì không tốt thì anh em có thể trực tiếp bên mình. Còn hoặc là anh em muốn liên hệ lịch rửa xe và thay nhớt xe thì anh em có thể liên hệ cho cô Hưng. Bên mình là tới 4434 anh em nha. Anh em nhân viên lận, cho nên anh em cứ yên tâm nha anh em.
Còn mà anh em nào mà thay nhớt mà cảm thấy nhân viên mình nó không thay đúng cái quy trình mà như mình đã dặn anh em á, là phải vệ sinh sạch sẽ, lau sạch sẽ, thì anh em có thể cầm lên lại cho mình để mình nhắc nhở các anh em để làm việc chuyên nghiệp hơn, để làm việc thích cho anh em cảm giác thích hơn. Tại vì cơ bản á, mình chơi xe mình rất là kỹ anh em, cho nên mình muốn những đứa em của mình nó cũng phải kỹ giống vậy á, chứ không thể nào mà làm việc chập giật được. Còn anh em nào muốn tư vấn sử dụng gì thì cứ liên hệ cho mình, hoặc là mình sẽ cho số điện thoại của máy đệ bên mình, anh em sẽ liên hệ trực tiếp và hẹn lịch để mình rửa xe, hoặc là mình thay nhớt, vệ sinh xe, hoặc là mình làm cái gì đó. Ok anh em ha.